Khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài John Brook vang lên trên sân Etihad, một cảnh tượng hùng vĩ đã hiện lên trước mắt các khán giả theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Hàng vạn cổ động viên Man City đổ ào xuống sân ăn mừng chức vô địch Premier League lần thứ tư liên tiếp của đội nhà. Một kỳ tích chưa từng có trong lịch sử 136 năm của giải đấu hàng đầu bóng đá Anh. Nhưng Man City đã làm được khi vượt qua West Ham 3-1 ở vòng hạ màn để bảo vệ thành công ngôi vô địch, bất chấp kết quả ở trận đấu cùng giờ giữa ứng viên vô địch còn lại Arsenal và Everton. Có thể nói, lịch sử một lần nữa sang trang với nửa xanh thành Manchester. Lịch sử của cả giải đấu Premier League cũng được viết lại. Sơ đồ kỷ lục 3 lần vô địch liên tiếp của mình và Manchester United dưới thời Sir Alex Ferguson. Man City của Pep Guardiola cho thấy ở xứ sở sương mù, họ vẫn là độc cô cầu bại, một kẻ hủy diệt giải đấu, một kẻ thống trị. Mặc dù 19 đời còn lại có muốn, cũng chưa thể lật đổ vào lúc này. Đó chính là sự thống trị tuyệt đối của đế chế xanh. Liệu rằng sự thống trị này sẽ còn kéo dài bao lâu? Trước khi đi tìm câu trả lời, anh em đừng quên truy cập Figon để xem trực tiếp mọi giải đấu bóng đá một cách nhanh chóng với độ phân giải nét căng và hoàn toàn miễn phí nhé. Rốt cuộc, một trong những cuộc đua vô địch khốc liệt nhất tại giải Ngoại Anh đã khép lại. Còn vua thì lại làm vua. Man City một lần nữa gieo sầu cho Arsenal khi đánh bại đội khách West Ham ở vòng hạ màn để lên ngôi vô địch ở mùa giải 2023-2024 một cách ngoạn mục. Đây là lần thứ tư liên tiếp đăng quang của thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola. Và cũng là mùa thứ hai họ biến Arsenal trở thành kẻ về nhì vĩ đại. Giành 89 điểm nhưng chưa thể vô địch, Arsenal của huấn luyện viên Mikel Arteta chỉ còn biết oán thán sao rơi vào cuộc đua cùng với một đối thủ khủng khiếp như Man City. Bởi 89 điểm giành được qua 38 vòng đấu, Arsenal có thể đã vô địch ở mùa giải trước bằng điểm Man City và hơn về hiệu số 62 so với rừng 61. Tua ngược thời gian về thập niên 2000-2010, hay nửa đầu của thập niên trước, tức là cách đây 10 năm, Arsenal cũng có thể trở thành nhà vô địch với 89 điểm và thậm chí bỏ xa các đối thủ cạnh tranh. Vâng, khi bạn nhìn vào 10 đến 20 năm qua của giải đấu, chắc chắn việc giành 89 điểm khi đó sẽ giúp bạn trở thành nhà vô địch. Nhưng 89 điểm là không đủ ở thời điểm hiện tại để lên ngôi. Mùa trước thì đủ, nhưng mùa này thì không. Có lẽ là chất lượng giải đấu đang ngày càng tốt hơn. Huấn luyện viên Mikel Arteta đã chia sẻ như vậy trong bài phỏng vấn mới nhất. Arteta không hề nói sai. Thống kê chỉ ra, ở hai lần gần nhất Arsenal lên ngôi vương, họ lần lượt giành 87 và 90 điểm. Trong đó, thành tích 90 điểm được Arsenal thực hiện trong mùa giải bất bại thần thánh 2003-2004. Khi đó, pháo thủ bỏ xa đội bóng xếp sau là Chelsea tới 11 điểm, 79. Tức một đội chỉ cần 80 điểm là có thể lên ngôi vô địch ở mùa giải năm đó. Nhưng Arsenal đã làm tốt hơn rất nhiều. Ở mùa giải 2001-2002, thành tích 87 điểm của Arsenal cũng bỏ xa đội bóng xếp sau là Liverpool đến 7 điểm. Tức pháo thủ chỉ cần 81 điểm là có thể lên ngôi vô địch. Trong khi đó, ở lần gần nhất Man United của Sir Alex Ferguson đăng quang vào năm 2013, Quỷ Đỏ cũng giành số điểm 89 giống Arsenal hiện tại. Mở rộng ra xa xuyên suốt triều đại của Sir Alex, mùa giải tốt nhất ông từng có cùng MU cũng chỉ thu về 90 điểm mùa 2008-2009. Đưa ra những con số thống kê khô khan này để làm gì? Chính là để chứng minh cho các bạn thấy Arsenal năm nay đã có một mùa giải phi thường như thế nào. Như lời huấn luyện viên Mikel Arteta đã nói cách đây một tuần, mùa giải này không chỉ là sự tiến bộ mà đây là thành tích lịch sử. Với màn thể hiện cùng số điểm của Arsenal, họ dĩ nhiên xứng đáng với chức vô địch thay vì bị chôn như một kẻ về nhì. Chỉ tiếc cho thầy trò Mikel Arteta đã đụng phải một đối thủ ghê gớm như Man City của Pep Guardiola. Không nghi ngờ gì nữa, ở Premier League, Man xanh vẫn là quyền lực tuyệt đối. So với khi giành quân ba ở mùa trước, Man City ở mùa 2023-2024 thi đấu đi đẹp và kém ấn tượng hơn. Nhưng dù không ở đỉnh cao phong độ, nửa xanh thành Manchester vẫn đủ xuất sắc và bản lĩnh vượt qua các đối thủ đua tranh để vô địch. Nói một cách vi von, hành trình bảo vệ thành công ngôi quán quân của Man City mùa này giống hệt như hình ảnh thu nhỏ của tiền đạo Erling Haaland. Haaland cũng vô cùng xuất sắc ở mùa trước khi ghi tới 52 bàn thắng trên mọi đấu trường. Nhưng ở mùa 2023-2024, anh chơi kém ấn tượng đi rất nhiều, đến mức bị cựu danh thủ Roy Keane của Man United chê chỉ ngang trình một cầu thủ đang thi đấu ở giải hạng tư. Bất chấp những lời gièm pha, những tranh cãi nảy lửa xung quanh anh, tuyển thủ Na Uy vẫn cán đích bằng danh hiệu vua phá lưới ở mùa này. Man City đã thi đấu không thực sự tốt ở giai đoạn lượt đi mùa giải 2023-2024. Sự trùng xuống của thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola
tạo điều kiện để Arsenal và Liverpool có cơ hội trỗi dậy. Nhờ đó, những người yêu bóng đá xứ sở sương mù mới được chứng kiến một cuộc đua tàm mã vô cùng hấp dẫn đến chức vô địch giải Ngoại Anh. Xin nhấn mạnh rằng, kết thúc giai đoạn lượt đi của mùa này, Man City không phải là đội dẫn đầu. Vô địch nửa đầu mùa bóng là Liverpool. Cụ thể, đoàn quân của huấn luyện viên Jurgen Klopp giành được tổng cộng 42 điểm sau 19 vòng đấu, trong khi nửa xanh thành Manchester kém tới 5 điểm và xếp ở vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng. Man City thậm chí đứng sau cả Arsenal và hiện tượng Aston Villa. Xuân từ đó trở đi, cho đến tận vòng 33, sau màn vui dập đội khách Luton với tỷ số rất đậm 5-1, Man City mới trở lại vị trí số 1 tại giải Ngoại Anh 2023-2024. Tiệm sau đó, họ đã có một cú chạy nước rút thần sầu bằng 9 chiến thắng liên tiếp để cán đích ngôi vô địch giải Ngoại Anh. Trên hành trình băng băng về đích của mình, đoàn quân thiện chiến của huấn luyện viên Pep Guardiola đã vượt qua mọi chướng ngại vật, bao gồm chiến thắng trước những đối thủ rất khó chịu như Aston Villa hay Tottenham. Trong đó, khoảnh khắc cứu thua xuất thần của thủ môn Stephen Ortega ở pha 1-1 với Son Heung-min trên sút kỳ cựu của Ngoại Anh chính là hiện thân cho bản lĩnh hơn người của Man City. Kể từ khoảnh khắc đó, rất nhiều cổ động viên Arsenal đã nhận ra số phận dường như an bài cho Man City lên ngôi ở Premier League lần thứ tư liên tiếp. Chính vì thế, sau ngày hôm qua, không ít cổ động viên Arsenal cảm thấy nhẹ nhõm dù đội nhà thất bại trong việc đoạt cúp. Họ hiểu đội bóng họ yêu đã cố gắng hết sức, nhưng số phận trớ trêu. Dù vậy, chắc chắn sẽ không có ít người yêu bóng đá trung lập cảm thấy tiếc cho Arsenal khi đội bóng thủ đô London không thể giành được chức vô địch Premier League mùa này để chấm dứt cơn khát kéo dài suốt hai thập kỷ qua. Công bằng mà nói, pháo thủ đã tiến bộ rất nhiều so với chính họ ở mùa trước. Nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta vẫn chưa đủ đột phá để chấm dứt sự thống trị của Man City. Gần giống như kịch bản ở mùa trước, họ vẫn hơi đuối ở giai đoạn tăng tốc nửa cuối mùa giải. Khác biệt là lần này, họ đã đua với Man Xanh đến tận vòng đấu cuối cùng. Có thể khẳng định, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Pep Guardiola, Man City vô đối. Thứ bóng đá chú trọng về việc giành quyền kiểm soát bóng của ông vẫn đang khiến cho cả Premier League phải quỳ gối khuất phục. Sự vùng lên của Liverpool hay nỗ lực trỗi dậy của Arsenal chỉ là những lát cắt tô điểm thêm cho sự vĩ đại của đội chủ sân Etihad mà thôi. Cần phải nhớ rằng, chức vô địch mùa này nâng tổng số lần đăng quang Ngoại Anh của Pep Guardiola lên con số 6 trong vòng 8 năm tại vị. Qua đó bên ông thành một trong những huấn luyện viên vĩ đại nhất lịch sử giải đấu. Sự thống trị của Man City sẽ còn tiếp tục kéo dài ở mùa giải 2024-2025, thậm chí ở nhiều mùa bóng kế tiếp. Bởi nhìn khắp xứ sở sương mù bây giờ, chỉ còn duy nhất Arsenal may ra có khả năng làm khó thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola. Còn Liverpool sau sự ra đi của Jurgen Klopp có lẽ sẽ cần phải mất một thời gian khá dài để thích nghi, rồi sau đó mới có thể tính đến chuyện trở lại cuộc đua vô địch. Trong khi Chelsea vẫn là một tập thể trẻ non kinh nghiệm và thiếu cả bản lĩnh cần thiết để trở thành một ứng viên trong cuộc đua vô địch. Man United thì khỏi nói, dù mới đổi chủ, nhưng tương lai của đội chủ sân Old Trafford vẫn là một dấu hỏi khi ban lãnh đạo và ban huấn luyện vẫn chưa được kiện toàn. Đến việc ai dẫn dắt đội bóng mùa sau, các fan Man United còn chẳng biết thì hy vọng gì vào việc trở lại cuộc đua vô địch, khi mùa này thậm chí còn không có nổi suất dự cúp châu dựa trên bảng xếp hạng. Quan trọng hơn hết, chỉ cần Pep còn tại vị, Man City chẳng ngán đối thủ nào, vì trong 8 năm qua, những bại tướng trong tay ông lần lượt là Jurgen Klopp và Mikel Arteta, những nhà cầm quân thuộc hàng hay nhất Premier League. Liverpool hay Arsenal cũng đều tạo nên những mùa giải phi thường. Nhưng có lẽ phải tới mức có mùa giải trên cả phi thường như Liverpool 2019-2020 với 99 điểm thì mới có thể ngăn Man City tiến đến ngôi vô địch.